đoạn ngắn mà cả xã hội đang phản xem cô giáo của công dân. Tôi nói các bạn, tôi chưa biết việc đấy là đúng hay sai, nhưng nếu đặt giả thiết là thật, bạn ấy cho tôi một cơ hội bằng những lời sẻ chia chân thành để bạn cảm hóa cái xấu trở nên cái đẹp, chứ không phải bạn tâm vui cự tuyệt lại quyền làm người của giáo dục công dân. Tôi đọc những người các bạn của tôi trên trang cá nhân nói rằng cô giáo viên này nên đuổi ra khỏi trường, nếu như cô còn tái phạm chắc chắn nên. Cho không phải cái trò.